Hôm nay đi thăm vườn nho của ông bản ở trong Pa Khen, thung lũng mận Pa Khen. Cây nho này chắc trồng được khoảng độ 2 tháng nhỉ? Hơn đấy. Chắc đúng công thức trồng từ tháng 3 đấy. Chưa được cắt cành cấp 1. Nhưng mà cành cấp 1 anh thấy không? Cành cấp 1 này họ làm này 1, 2, 3, 70 phân. Cành cấp 1 70 phân. 70 Thế là phân mà thằng này nó không tỉa các cái cành nóng này đi, nó để nó luôn, không kiểu gì đây là nó đã để cái cây này đã vặt cành cấp 1 rồi. Đây cây này vặt cành cấp 1 làm gì nữa? Đúng không? Đây là cây này vặt rồi mà. Đây, đây ngọn nó đây thầy. Vặt rồi, vặt rồi. Vặt rồi, vặt rồi. Đi, vặt hết cành cấp 1 đây rồi. đây đúng rồi, cắt đây này. Thấp 60 phân. Nhưng mà cái này sao nó lại để nhiều người ấy nhỉ? Có thể kỹ thuật nó không vững. Kỹ thuật nó không vững nên là nó mới để nhiều Đúng thân. rồi anh nhỉ. Kiểu như cành cấp 1 không? Đây nhỏ giọt theo kiểu nhỏ 40 phân này. Ống này ống 27 đấy. Rồi thế xin chúc. Cũng rồi đó. Này làm cỏ cũng hơi khoai. Đây đây là cho mía trên Mai Sơn rất nhiều đấy, cho mía đấy, cho mía nhiều các kali. Nhưng mà cái này hình như có vẻ hơi nhiều nước. Nhà này à, đây mưa, đây là mưa 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 ngoài. Không, ở đây này. Hay là nó vừa tưới nữa vậy? không vừa tới rồi, nó chưa kịp khô. Mấy cột chỗ này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 khoảng. 16 khoảng mà cái khoảng này hình như có 2 mét hay sao anh? Gần 20 mét được không? Được 20 mét đúng tiêu chuẩn này. Đây làm sắt rất đơn giản nhỉ. Ở dưới trên đỉnh là sắt 3 ly. Còn khoảng cách đây là toàn chơi sắt này sắt 2 ly. Nó cũng không cần cong. Đây nó không cần cong. Không cần Mà khoảng cách giữa cái V này thì có 40 đến 40 đến đến trung tâm cột. 40 chưa đến 40. Ở đây thì này, nó buộc cái này còn đơn giản hơn của mình. Đây Ừ. chơi chơi dây dây kẽm nhá, à dây dây cáp nhá. Cáp cáp. Cáp mạnh luôn. Cáp và nó buộc như này còn hơn mình bấm ghim. Này. Cái ly lông này dùng dây ly lông xịn này, là ly lông này là dây ly lông xịn có được của mình. Ly lông này là dây ly lông thấp hơn, cấp hơn cái ly lông của mình, cái nhà kính ấy, nhưng mà nó vẫn cao hơn. Đây anh sờ xem. À, nó hơn hẳn cái ly lông mình dùng. Đó. Nó ở giữa cái ly lông của nho với lại ly lông nhà kính của mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, 20, 21. Tất cả bao nhiêu tuổi? 21, 21, 60 mét. 60 mét mà 16 mà nhân với lại 2,5, 6, 10 nữa. Bốn mươi năm mét, 45 mét 16 2004 à? Ừ, đúng, cũng tầm 2000 đặt.